Rồi mình tiếp tục nhé. Mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách tra chui vào trong các cái dòng cán thì mình có mấy dòng, mình tí mình giới thiệu luôn. Thì cái này mình nói thêm cho cái con này. Cái con này hôm trước là mình nói cái kích thước này là 15, 15. Kích thước rộng này 15 nhưng mình sửa đây thành 12 luôn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cán, trong những cái cán cao cấp á thì cái khuyên đa mắc kết của mình này. Khuyên đa mắc kết thì cái lỗ này mình fix là 12.5 luôn. Từ đây là 12.5 luôn. Nên là mình sửa lại thành 12 luôn để vào trong cái những cái cán này mới được, do con dao này nó rất là mắc. Này phôi cực kỳ xịn nên là những cái cán thường nó không có xứng. Nó đi với cán xịn lắm, cán xịn thì mình làm những cái khuyên đa kết này thì nó phải fix kích thước luôn. Nhưng mình chốt lại là thành 12 luôn đó. Rồi, thì những cái dòng cán ví dụ lựa lựa cán cho hai con này. Thì mình có nhiều cán, nhiều dòng hiện giờ có khá nhiều dòng. Mình giới thiệu luôn cho các bạn này. Đây là mung này. Mung với tắc. Mung tắc dòng cán như cái dòng cán này là đều 300 ngàn hết nè. Tất cả dòng này đều 300 ngàn. Mung lông chuột, mung sọc. Mung sọc, mung cái này mung lông chuột. Thì các tất cả dòng cán đều 300 ngàn hết nè. Cái này cho 2 ly rưỡi và 3 ly. Ba cái này là của cán 3 ly. Hai cái này là của cán 2 ly rưỡi. À cái này cũng 3 ly luôn chứ. Cái này là 2 ly rưỡi. Thì tất cả cái này đều là 300 ngàn hết này. Vì cái cán này khuyên mua sừng. Cái khuyên sừng trâu chứ. Khuyên sừng trâu, cán này 2 ly. Cán này 4 rưỡi này. Có khuyên sừng thêm 150 ngàn thành 4 rưỡi. Cán cho rất là có mấy cái dòng cán cao cấp nhất là những cái dòng này. Này để mình chụp hình lại sẽ đẹp lắm. Dòng này là mình đang bán 600 ngàn này. Khuyên đa mắc kết hết. Khâu sừng khuyên đa mắc kết. Mình sẽ bán 600 ngàn này. Rồi chọn hai cái bên kia, mình nó luôn đồng nữa đó. Con này một cái cán nha, cho con nhỏ cán đuôi là nâu hương khuyên sừng, khuyên sừng mới đẹp đâu. Cái này cho con nhỏ, con nhỏ mà cán lớn là đặc biệt thôi, con lớn nó rất là mắc, có con nhỏ nhiều nên là anh em đặt nhiều cán này là cán đặt đi theo con lớn. Con lớn thì cán nào cũng vậy, khi bạn làm cán và cái tôi giao thì nó sẽ tương đối vô, vô này tương đối với con nhỏ. Ồ, con nhỏ đẹp luôn mà không phải cái cần dùi, con nhỏ là bao luôn, còn canh chỉnh vô đẹp thì còn canh chỉnh như nữa là đẹp. Con nhỏ không cần dùi luôn, vô quá đẹp. Con nhỏ này là tính giá thôi, tính nhận cho bạn giá thôi, con lớn để thử vô đẹp luôn, khỏi con lớn chưa tới thì hết cái màn lớn thêm tí. Lớn mình phải cái dùi, cái dùi vô một tí nữa cho này khỏi dùi luôn, con này quá đẹp rồi. Trắng bây giờ nó hơi xuống màu lửa này cũng đẹp không ạ, lửa mình tốt rồi này. Cái dùi này nó xích luôn ha, vô xích luôn cái chui. Thì mình không cần làm hết cái này, tí mình hướng dẫn các bạn nhấn keo thôi. Cái này con lớn thì nó vô nó còn hơi hở, còn lòi cái lỗ ra các bạn nha. Lỗ ra một tí. Mình phải dùi sơ cho nó một tí. Rồi thì con nhỏ để bằng bên nha. Nó bước qua lại mà. Con này mình dùi thôi. Dùi thì đầu tiên các bạn mình có thằng ướt. Cái thằng ướt nha. Dùi thì cũng khó nữa. Dễ thôi. Các bạn đừng để cái mài chui thì mài sơ thôi, trừ khi nó to quá thì bắt đầu mới lên mài cái chui nhỏ lại, còn cái chui nó vừa tương đối các bạn dùi sơ là đẹp rồi. Thằng ướt nha, các bạn bắt đầu hò lên mình dùi thôi.
vô ship là đẹp. Rồi tiếp tục xem, mình sẽ để nguội đi, để cái này nguội đi, mình hướng dẫn cho các bạn cách bơ keo. Rồi tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn dán keo cho cái lưỡi dao và cái chui. Thì dán keo thì nó dễ rồi, nhưng mà mình sẽ có một cái mẹo để giúp các bạn dán keo nó không bị lem dính keo ra cái cán tùm lum. Thứ hai là nó chắc. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái que nhỏ, cái xiên que cũng được hay là cây gì đó, một cái que nhỏ và một ít giấy, sẵn ít giấy nha. Khi mà đã vô dán rồi thì mình không có chuẩn bị nữa đâu. Giấy bằng quẹt đâu, chùi đó, quẹt đâu là bằng dục đó, không thể là. Còn vô mình dán nhá. Đầu tiên mình sẵn tổng keo, bình thường nó mình dùng keo B, chung dao là mình dùng keo B. Bởi vì keo B á, thứ nhất là nó cứng, thứ hai là nó vẫn có tính đàn hồi tốt, bám dính với kim loại. Thứ ba là bám dính với kim loại cực tốt và khả năng mà nó mắc độ chống dính theo thời gian là nó giữ vững keo cực bay nhé. Khả năng theo thời gian mà để nó mắc độ chống dính là rất là lâu, tầm 5 đến 10 năm thì keo nó vẫn còn rất là tốt. Nên hầu hết người ta sẽ dùng keo AB cho cái việc làm dao. Còn những nhiều dòng keo khác là các bạn có thể dùng nhiều keo khác cũng được, không nhất thiết keo B, nhưng mà cái độ bám dính với kim loại này và cái độ bền là cái độ khả năng mà còn bám dính sau thời gian, nó giữ được dính theo thời gian của keo AB là cực kỳ tốt, rất là bền. Khả năng bám dính theo thời gian nó giữ cực tốt, nên là hầu người ta dùng rất là nhiều. Chứ còn mà keo mà dán kim loại thì nhiều dòng lắm. Cộng AB các bạn cộng 50-50, tỷ lệ tốt nhất vẫn là 50-50, tùy theo loại AB mà mua. 50-50 thì bạn có thể đổ AB nhiều hơn tí, ít hơn tí không sao, 4-6 không sao, 3-7 không sao nhé. Ví dụ như cái keo mà keo vàng vàng này mà nó nhiều quá thì nó khô nhanh, nó khô rất là nhanh, nhưng mà cái keo nó giòn. Cái độ bám dính nó không cao lắm, nhưng mà được cái là khô nhanh lắm, mà keo nó giòn. Còn khi các bạn cho cái keo trong trong này, cái thành phần trong trong này mà nó nhiều hơn á, thì keo nó lâu khô hơn nhiều, nhưng mà nó bám dính tốt hơn và keo nó dai hơn. Keo bằng nó không có giòn rụm như là khi bạn cho cái keo vàng vàng thì nó nhiều hơn. Canh một pha thôi, 50-50 vẫn là tỷ lệ tốt nhất. Còn trên là tí mỗi tí trả thành đẹp. Chọn tôi nó đều là nó bám dính tốt, bám dính kim loại rất là tốt. Đây là ưu điểm của keo AB. Trộn khá dễ mà, mình trộn vừa vừa tới đó là được. Mình thường kỹ nên mình trộn cho nó thật là đều, chỗ nào mình lấy là nó phải thật là đều mới được. Giấy các bạn chuẩn bị trước, giấy trước nha. Keo là các bạn bôi vô cái lỗ, không cần bôi trên cán đâu. Nó chỉ có một cái mẹo như vậy thôi, là keo bạn các bạn bôi vào lỗ, không cần bôi lên cán. Lấy cái cây á, bạn cho keo vào trong lỗ trước. Không nên bôi keo trong cán. Bôi keo trong cán thì bằng vô á, nó dính rất là tùm lum, rất là nhiều.
Rồi, xin chào. Này là thành quả của mình nhé. Cán. Này là sau khi mình đã dán keo rồi đó. Trời. Văng con này nè. Văng này mình tuốt sơ nó lên văng cũng cũng rất là nhiều. Hai con giờ là hoàn thiện. Con này cầm đã quá. Lưỡi dài nặng cầm đã. Cái cán mình đã để hơi hơi lớn một tí mà vẫn nghiêng về đầu lưỡi một xíu. Phô này rất là mắc. Phô này thuộc dạng phô đỉnh cao này. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Các bạn cần cái gì thì cứ liên hệ mình. Đừng cơ bảo đưa dao cũ cho mình làm là được. Mình chỉ bán cán thôi, mình không có làm dao cũ thôi. Đã. Nhỏ vẫn đẹp rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại những video sau. Bạn nào thích thì nhớ like với share cái video giúp mình. Cảm ơn nhiều ạ.